bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Lô Chính Thuần và Diệp Mậu Xuân cuối cùng cũng muốn gây ghê tởm người khác. Nếu Thẩm Diệu chỉ lo cho mình mà không màng đến dân chúng, việc này qua đi, sau khi tạ cảnh hành đăng cơ, sẽ bị gán cho cái tên ích kỷ lãnh khốc. Một đế vương khi mới đăng cơ, quan trọng nhất là lòng dân ủng hộ. Mất lòng dân, cơ nghiệp sẽ không vững chắc. Vì tạ cảnh hành, không thể để cấm vệ chỉ lo bảo vệ hoàng cung đặng công công thấy nàng đã có chủ ý liền không kiên trì nữa ông nghe lời nàng đi an bài thẩm diệu cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng lòng nàng ninh nhanh mày nếu là ngày thường thì không sao nhưng lúc này nàng sắp lâm bồn loạn đảng dư nghiệt xem chuẩn cơ hội này mà hành động bất luận thế nào nàng đều phải bảo vệ tốt đứa nhỏ trong bụng là đàm nghe tin chạy đến lo lắng khuyên tiểu biểu muội chi bằng ngươi tìm một chỗ trốn chờ sinh xong đứa nhỏ rồi tính. Lúc này trong cung không an toàn, ai cũng biết ngươi ở đây, loạn tặc nhóm cũng biết. Nếu trong cung thủ về ít người, bọn họ tất nhiên sẽ tấn công. Thẩm diệu lắc đầu, ta nếu rời đi, ngày mai sẽ có lời đồn ta bỏ chạy. Hoàng cung giống như thành lũy, ta mà rút lui, loạn tặc lên, hoàng gia uy tín cũng sẽ sụp đổ. Nhưng, la đàm muốn nói tiếp. Không nhưng gì cả kiên trì thêm vài ngày, tạ cảnh hành sẽ trở lại. Thẩm diệu nói, chỉ cần qua được mấy ngày này là ổn. Quả nhiên như thẩm diệu dự đoán, không lâu sau, trên phố đã truyền lưu lời đồn duệ thân vương phi đã dẫn người chạy trốn, bỏ mặc dân chúng lũng nghiệp. Lúc này trong triều đình không có người chủ trì, loạn tặc dư nghiệt đánh nhau với quân thủ thành ở cửa thành, không chừng sẽ vào thành, đến lúc đó lũng nghiệp tất nhiên máu chảy thành sông dân chúng thiện lương dễ bị lợi dụng họ dựa vào thiên từ bảo vệ nhưng nghe lời đồn người chủ chốt bỏ chạy họ như dao dưới thịt bò chỉ biết chờ bị xâm lược trong lúc nhất thời tiếng mắng hoàng thất vô tình thẩm diệu lãnh khốc vang lên khắp nơi mọi người trách tả cảnh hành chỉ lo công huân mặc kệ dân chúng trách thẩm diệu vô đức bỏ mặc dân chúng thẩm diệu ngồi ngay ngắn bên cạnh kim loan điện nàng mặc một bộ trường bào tử kim, ánh sáng lấp lánh, sơ chính thống cung ký, trẻ trung nhưng cũng toát lên vẻ uy nghiêm. Nàng nói, lên thành lâu. Triều thần nhìn nhau, một người tiến lên nói, thân vương phi, việc này có thể quá mạo hiểm không? Người này trước kia phản đối thầm diệu giám quốc, phản đối mạnh mẽ nhất. Nhưng gần đây, hắn lại trở nên an phận hơn nhiều. Phải mạo hiểm thì dân chúng mới tin tưởng rằng trong nguy nan, ta sẽ không bỏ rơi họ. Nàng đứng lên, kinh chập và cốc vũ vội vàng đỡ lấy, nàng đang mang thai, việc đi lại luôn khó khăn hơn. Thành lâu thực ra chỉ là một tòa tháp, khi thẩm diệu dẫn bách quan lên tháp, dưới chân thành đã tụ tập không ít dân chúng, người càng lúc càng đông. Mạc kinh dẫn mặc vũ quân, cấm vệ quân trong cung đều sẵn sàng, phòng ngừa thích khách. Trong đám dân chúng, có người nhận ra thẩm diệu, liền kêu lên, là thân vương phi. Chỉ trong một khắc, dưới tháp đã chật kín người, dân chúng của hơn nửa Lũng Nghiệp đều đã đến. Thẩm Diệu nhìn xuống, rồi chậm rãi mở miệng. "Chư vị dân chúng, gần đây có nhiều lời đồn đại, Lô thị dư nhiệt, Diệp thị loạn đảng, dây dưa không dứt, còn đánh bất ngờ Lũng Nghiệp, ý đồ mê hoặc lòng người." Giữa làn gió, giọng nàng không cao không thấp, nhưng mang theo sức mạnh trấn an, lại tràn ngập kiên định khiến người nghe cảm thấy an lòng. Nhưng, mọi người không được dễ tin, ta lấy danh nghĩa duệ thân vương phi thề rằng, thành còn ta còn, thành mất ta mất. Ta sẽ cùng các ngươi tồn tại, cùng các ngươi chiến đấu. Dưới tháp một mảnh ổ lên, có người nghi hoặc, cũng có người tin tưởng. Đại lương tướng sĩ đang chinh phạt bên ngoài, ta ở lũng nghiệp, cũng là một phần của tạ gia, tạ thị vinh quang bất diệt, ta không trốn. Võ tướng thế gia, không ra thứ hèn nhát, có thể bại, nhưng không thể trốn. Huống chi, chỉ là dư nghiệt, sao có thể loạn chiều cương. Chê cười, giọng nói của nàng mạnh mẽ, không cần lớn tiếng nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy sức mạnh. Dân chúng ngước nhìn nàng, áo tử kim bào trong gió tung bay. Nàng khẽ nâng cầm, thoáng chốc họ như thấy tạ cảnh hành đang chiến đấu bên ngoài, cuồng ngạo và đầy tư cách. Cho nên, chớ tin, chớ nghe, chớ sợ, chưa lo. Ta ở trong hoàng cung, xem ai dám đến. Áo choàng màu tím bay phấp với, phía sau cờ xí tung bay. Dân chúng dưới tháp lặng im một khắc, rồi đồng loạt hoan hô, tiếng hô chấn động cả trời. Không ai không thích thắng lợi, dân chúng cần trấn an, càng cần lời thì đầy khí phách. Quân chủ không có mặt, nhưng nữ tử này có thể gánh vác cơ nghiệp lớn, cũng có dụng khí và lòng dũng cảm, khiến người khác bội phục và an tâm nhìn từ phía sau, văn võ bá quan đều động lòng. Ngôn ngữ có sức mạnh, nữ tử này có thể gây dựng lòng người, chọn đúng phần dân chúng nhiệt huyết nhất, làm họ sôi trào, khiến cổng thành lũng nghiệp kiên cố hơn. Thẩm diệu xoay người rời đi. Những ngày tiếp theo, lời đồn ở lũng nghiệp đã lắng xuống. Nếu có ai hiểu chuyện kích động, dân chúng cũng sẽ lập tức phản bác. Hôm ấy, thẩm diệu tự mình lên thành lâu, một lời nói đã củng cố lòng dân khiến họ yên tâm. Nhưng loạn đảng Lô Diệp lại tiếp tục phát động tấn công ngoài thành, rất điên cuồng. Thẩm Diệu phải vừa xem sổ con, vừa điều động cấm vệ quân tiếp viện quân thủ thành, việc xoay quanh suốt ngày. Nàng mang thai, bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tỏng tâm. Một ngày nọ, vừa dậy sớm, La Đàm đã chạy vào. Thấy nàng, La Đàm nói, tiểu biểu muội có người đến gặp ngươi. Thẩm Diệu nhíu mày, ai? nàng ở trong cung ngoài triều thần không có ai đến thăm ở lũng nghiệp nàng không có thâm giao bạn tốt ta đỡ ngươi ra ngoài xem la đàm nói la đàm giúp thẩm diệu ra ngoài đến chính sảnh thấy một người ngồi trước bàn kinh chập đang châm trà người kia mặc thanh sam vẫn thanh tao như trong trí nhớ thẩm diệu thất thanh bùi tiên sinh bùi lang quay đầu gần năm năm bao nhiêu sự việc đã xảy ra lúc bùi lang lựa chọn rời đi đó là lựa chọn tốt nhất dù sao ở ký ức trước kia họ không biết phải dùng tâm tình gì đối mặt nhau thấy thẩm diệu bùi lang mỉm cười nghe nói lũng nghiệp gặp nạn trong cung nguy cấp ta tuy không có bản sự gì đặc biệt nhưng ít nhất có thể chia sẻ một chút thẩm diệu nhíu mày nhất thời không nói gì bùi lang cười không cần nghĩ nhiều ta là minh tề nhân ở đại lương ít nhất cũng là đồng hương. Huống chi dù sao cũng có quan hệ thầy trò, không phải không có giao tình. Lần này coi như ta đến giúp đỡ Hương Lân. Nụ cười tự nhiên của hắn làm Thẩm Diệu cảm thấy như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nàng cẩn thận đánh giá, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, dường như đã buông xuống quá khứ, lòng không khỏi thoải mái. Đối với Thẩm Diệu, đoạn quá khứ đó đã là chuyện xa xôi. Nàng quan tâm đến tương lai và bùi lang xuất hiện có thể giúp nàng giải quyết nhiều vấn đề. Nàng nói, ta lại phải nhờ ngươi một lần nữa. Trước đây, bùi lang đã từng giúp nàng một lần. Bùi lang nhẹ nhàng nói, khiếm, rồi cười đáp, nếu nghĩ như vậy thì cũng tốt. Sau đó, anh ngừng đầu nhìn thầm diệu và nói, không cần lãng phí thời gian, bắt đầu xử lý công việc của lũng nghiệp ngay thôi. Lúc này, Điều quan trọng nhất với Lũng Nghiệp là tiêu diệt loạn đảng dư nghiệt và bảo vệ dân chúng trong thành. Chiến tranh xung quanh gây ra các vấn đề đủ loại, sổ con dồn dập không ngừng. Thẩm Diệu đang mang thai nên việc xử lý tất cả công việc là vô cùng khó khăn, chưa kể ngày lâm bồn của nàng đã cận kề. Khi Bùi Lang đến, gánh nặng trên vai Thẩm Diệu nhẹ đi phần nào. Bùi Lang từng là phụ tá của Phó Tu Nghi, nên anh rất hiểu công việc này. Hơn nữa anh vốn có tài năng thiên phú, làm việc chu đáo, dù lần đầu tiên nắm quyền tại triều đình Đại Lương, anh cũng giải quyết mọi việc một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, vấn đề nhân lực tại lũng nghiệp là một khó khăn lớn. Bảo vệ dân chúng trong thành đã tốn rất nhiều binh lực, còn muốn phân thêm để tiêu diệt loạn đảng thì quá sức. Không ai dám mạo hiểm, nhưng kéo dài mãi cũng không phải là giải pháp. Kéo dài thêm vài tháng nữa, tạ cảnh hành trở về. Những loạn đảng này có thể bị tiêu diệt." Thẩm Diệu nói với Bùi Lang, "Chỉ cần kiên trì qua mấy ngày này là ổn." Bùi Lang đang xem sổ con, họ không nhắc đến quá khứ hay bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào, như thể hai người đã hiểu nhau mà không cần nói ra. Bùi Lang nhìn thấy Diệp Hồng Quang, cũng ngạc nhiên vì Diệp Hồng Quang và Phó Minh thật sự rất giống nhau. Bùi Lang đối xử ôn hòa với Diệp Hồng Quang và cậu bé rất thích chơi đùa cùng Bùi Lang. Tuy vậy, Bùi Lăng lo lắng, nhưng loạn đảng Lô Gia cũng hiểu rõ điều này. Ngày trước, thành thủ bị quân đã báo cáo rằng loạn đảng Lô Gia không có động tĩnh gì. Sự yên ắng này bất thường, tôi cảm thấy bọn chúng đang chuẩn bị gì đó. Dù chúng có chuẩn bị gì, tình cảnh của chúng ta không thay đổi. Thẩm diệu thở dài, trước đây, tôi nghĩ bên cạnh đại lương vững chắc, lũng nghiệp phòng thủ kiên cố. Ai ngờ Lô Gia vẫn còn một tay lô ra hận hoàn hoàng thất thấu xương, dù biết không thắng được, bọn chúng vẫn muốn ẩn giấu một tay đến cuối cùng. Thật độc ác, thẩm diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lũng nghiệp không thể bị bỏ rơi. Chúng ta không thể mất một bước nào. Là đàm mang theo giỏ thức ăn tới, cười nói, nhị vị làm việc lâu như vậy, cũng phải ăn cơm chứ. Đặc biệt là tiểu biểu muội người này không phải chỉ có một mình, còn có đứa nhỏ trong bụng. Nếu người đói, thì đứa nhỏ cũng đói, vậy làm sao làm mẫu thân tốt được. Nàng bày ra điểm tâm và canh, nói, bùi tiên sinh cũng ăn chút đi. Mấy thứ này ta tận mắt chứng kiến trong bếp làm, đảm bảo sạch sẽ. La đàm mầm trong cung suốt ngày, dường như không có việc gì làm. Thẩm diệu và bùi lang xem sổ con, nàng không giúp được gì, nên đặt toàn bộ tâm trí vào chăm sóc cho đứa nhỏ của thẩm diệu. Trong cung nhiều người giúp việc, nhưng la đàm không yên tâm, mọi thứ ăn uống đều phải tự tay nàng kiểm soát. Thẩm Diệu cười, cảm ơn ngươi. Bùi lang nhìn Thẩm Diệu với bụng bầu to, trần trừ một chút, hỏi, ước chừng. Cũng sắp tới ngày sinh rồi nhỉ? Nói chắc thì không, nhưng ta cảm thấy sắp rồi. Thẩm Diệu xoa bụng, ánh mắt dịu dàng, sinh ra trong thời điểm loạn lạc thế này, thật sự làm khó đứa nhỏ. Loạn lạc gì chứ, là đàm nói, lời này không đúng. Này đã là thiên hạ thái bình, loạn thế yên ổn, phồn thịnh thời gian. Chờ muội phu trở về, tiểu gia hòa kia sẽ có cha là người đánh thắng trận, thiên hạ sẽ hoan hô chúc phúc, vinh quang không phải ai cũng có được. Vậy mà ngươi lại coi đó là chuyện xấu?" Thẩm Diệu bật cười, "Ngươi thật biết nói, sao không đi hát hí khúc thuyết thư?" "Là đàm đắc ý, nếu ta đi hát hí khúc thuyết thư, nhất định sẽ thành thiên hạ đệ nhất." Bùi lang thấy hai người nói chuyện vui vẻ, cũng cười theo, chỉ cần sống qua mấy ngày này, hy vọng loạn đảng dư nhiệt không gây ra chuyện gì nữa. Trời không chiều lòng người, lời của bùi lang chưa qua hai ngày đã thành hiện thực. Càng ở thời điểm mấu chốt, càng không thể để lộ bất kỳ sai sót nào. Chỉ cần qua mấy ngày này, tạ cảnh hành trở về, giải nguy lũng nghiệp, loạn đảng và tặc từ sẽ bị tiêu diệt, thiên hạ chỉ còn đại lương. Giang Sơn thịnh thế đều trong tay tạ cảnh hành. Dù chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn chúng cũng như kiến, như chó nhà có tang, không thể an bình. Ngay từ đầu bọn chúng không định sống sót rời đi, nếu không đã không tấn công lũng nghiệp. Điều kiện tiên quyết là giết thầm diệu và đứa nhỏ trong bụng nàng, trận chiến này mới có giá trị. Khi thấy thời gian trôi qua, dân chúng không bị kích động, hoàng thất an toàn, loạn tặc sẽ điên cuồng bọn chúng nóng lòng muốn biến lũng nghiệp thành hỗn loạn, để tạo cảnh hành trở về đối mặt với thê nhi chết thảm và một cục diện rối ren. Vì thế, hai ngày sau, bọn chúng phát động tấn công điên cuồng vào lũng nghiệp. Giống như Bùi Lang suy đoán, sự yên ắng là do bọn chúng chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, vốn là kế hoạch của Lô Mậu mới để bức cung, nay dùng để đối phó Hoàng Thành không người. Nhưng như Thẩm Diệu nói, tình cảnh của họ không thay đổi kế hoạch của Lô Mậu mới là dùng tướng sĩ Lô Gia để đối phó Hoàng gia cấm vệ. Dư nhiệt Lô Gia không mạnh như tướng sĩ Lô Gia, Hoàng gia cấm vệ cũng không đông như thời vĩnh nhạc đế, vừa đủ để bất phân thắng bại. Việc điều cấm vệ quân ra ngoài bảo vệ dân chúng khiến lực lượng trong Hoàng cung trở nên thiếu thốn. Tình cảnh của thẩm diệu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thân Vương Phi có lẽ nên triệu hồi những người này trở lại cung. Đặng công công đề nghị hiện giờ trong cung cần thêm người mới ổn định được. Nhiều thêm một vài người cũng không giải quyết được gì, mà bên ngoài lại thiếu người, thẩm diệu đáp, cứ như vậy đi, chỉ cần giữ vững qua đêm nay là được. Bọn tặc tử cũng cần nghỉ ngơi, nếu không thành công tối nay, sĩ khí của chúng sẽ giảm đi hơn nửa. Đêm nay là thời điểm quan trọng nhất, qua đêm nay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đảo cô cô lo lắng, nhưng thật không yên tâm, thân vương phi, đứa nhỏ trong bụng có thật sự ổn không? Thẩm diệu theo bản năng xoa bụng, cảm nhận rõ ràng đứa nhỏ đang đá chân. Nhưng tối nay, nó lại rất yên lặng, thẩm diệu cười nhẹ, có lẽ đang ngủ, cũng hiểu rằng không nên thêm phiền, thật ngoan. Bùi lang nói, nếu đã quyết định, hãy ở lại đây. Nhưng phải chuẩn bị tốt mọi thứ, nếu có biên cố, mặc vụ quân sẽ bảo vệ ngài an toàn. Dù dân chúng biết ngài rốt lui, nhưng nếu ngài làm vậy vì bảo vệ hoàng gia huyết mạch, họ sẽ không trách ngài. Thẩm diệu gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Là đàm nói đúng, nàng tiếp lời, nay là đêm quan trọng, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Cả năm qua chúng ta đã kiên trì, bây giờ không thể gục ngã vì những kẻ vô danh. Là đàm lớn lên trong gia đình võ tướng, từ nhỏ đã có dũng khí và tinh thần quyết chiến. Lời nàng nói khiến tinh thần của mọi người trong cung phấn chấn hơn, ai nấy đều quyết tâm cùng hoàng cung tồn vong thẩm diệu ngồi ngay ngắn trong điện ương bùi lang ngồi bên cạnh đọc sổ con còn la đàm thì đang chơi với cửu liên hoàn đào cô cô và đặng công công đứng bên cạnh thỉnh thoảng mang trà nóng ai cũng bận rộn với công việc của mình tạo nên một không khí căng thẳng nhưng ấm áp bầu không khí căng thẳng được xoa dịu đôi chút nhưng không ai có thể hoàn toàn bình tâm vì tiếng chiến đấu từ xa vẫn vang lên ánh lửa thỉnh thoảng lóe lên trong đêm. Đêm trôi qua dài đằng đẵng, mỗi giây phút đều như kéo dài thêm. Khi ánh sáng ban mai lấp ló, tiếng động bên ngoài cũng dần lắng xuống. Đặng công công và đào cô cô thở phào nhẹ nhõm. Đầu lĩnh cấm vệ quân bước vào báo cáo, thân vương phi, loạn đảng lô gia đã rút khỏi ngoài thành, tặc tử trong thành đã bị tiêu diệt. Thành thủ bị đang chấn an dân chúng. Nguy cơ đã qua, là đảm duỗi người nàng chơi với cửu liên hoàn cả đêm nhưng không thể tháo gỡ, một phần vì tâm trí nàng không ở đó. Nàng hát hơi, nói, tiểu biểu muội nguy cơ đã qua, ta ở đây cùng ngươi cả đêm cũng có chút công lao nhỉ. Thẩm diệu cười, mọi người đều vất vả, chờ điện hạ trở về, chúng ta sẽ luận công ban thường. Thị vệ đầu lĩnh cười nói, thân vương phi cũng vất vả. Một nữ nhân có thể bình tĩnh và kiên định như vậy trong thời khắc nguy nan, thực sự đáng khâm phục. Mọi người đều thấy rõ, nếu không có thẩm diệu, lũng nghiệp hiện tại chắc chắn là một mớ hỗn loạn. Bùi lang ngừng đầu khỏi sổ con, nhìn thẩm diệu mỉm cười, dường như có vẻ thoải mái hơn. Đào cô cô lo lắng cho sức khỏe của thẩm diệu, nói nếu mọi việc đã ổn, thân vương phi nên nghỉ ngơi. Ngồi suốt đêm không chợp mắt, người bình thường đã chịu không nổi, huống chi là phụ nữ mang thai bà tiến lại đỡ thầm diệu. Thầm diệu bước một bước, đột nhiên cảm thấy trong bụng có gì đó tụt xuống. Nàng lập tức dừng lại. La đàm thấy vậy, nói, có lẽ ngồi lâu nên người cứng đờ, để ta xoa bóp cho ngươi. Người đứng lâu tê dần đều thế. Không phải, thầm diệu cố gắng giữ bình tĩnh, nói, mau gọi bà đỡ đến. Đào cô cô và la đàm ngẩn ra, đào cô cô lập tức hiểu ra, kích động xen lẫn kinh hoàng, nói mong mau, mau gọi hai bà đỡ trong cung đến hai bà đỡ là những người nổi tiếng nhất lũng nghiệp kinh nghiệm phong phú từng xử lý nhiều ca khó để đảm bảo đào cô cô đã gọi cả hai vị đến lý bà tử bước tới và nói thân vương phi đừng lo lắng sinh con lần đầu ai cũng thấy sợ nhưng qua rồi thì sẽ quen có trình tự cả lưu bà tử lớn tuổi hơn trách người nói gì trước mặt quý nhân vậy bà quay sang thẩm diệu, ngạc nhiên khen ngợi, thân vương phi thật sự chân tĩnh, ta đỡ đẻ qua nhiều thiếu nữ, nhưng đây là lần đầu thấy ai bình tĩnh như vậy. Thẩm diệu nằm trên giường, gương mặt bình thản, không tỏ ra chút lo sợ nào. Điều này khiến người ta nghĩ rằng nàng không phải lần đầu sinh con, nhưng thực tế đây mới là lần đầu tiên của nàng. Trong lòng thẩm diệu biết rõ, nàng không thực sự bình tĩnh như vẻ ngoài. Ký ức về lần sinh trước còn ám ảnh khi đó phó tu nghi không quan tâm đến nàng, khiến việc sinh con trở nên khó khăn. Nhưng lần này, đứa con nàng mang theo nhiều kỳ vọng của mọi người. Từ Tạ Cảnh Hành, chính nàng, Hiền Đức Hoàng hậu, Vĩnh Nhạc Đế, đến Thẩm gia, ai cũng mong chờ đứa trẻ này. Càng quý trọng thì càng lo lắng. Thẩm Diệu buộc bản thân hít thở sâu, vứt bỏ những lo lắng trong đầu. Thân vương phi, trước hết nên ăn chút gì đó. Lý bà tử mang đến một chén trứng gà đường đỏ, ăn để có sức, sinh con còn cần thời gian, phải chuẩn bị kỹ. Thẩm diệu miễn cưỡng ăn hết chén, dù không có khẩu vị. Thân vương phi quả thật kiên cường, lưu bà tử tán thưởng, những phu nhân quý tộc khác thường làm mình yếu đuối, không chịu ăn, đến lúc sinh thì không còn sức, khổ vẫn là mình. Thân vương phi thông minh, chắc chắn sẽ thuận lợi. Thẩm diệu biết họ đang nói chuyện để phân tán sự chú ý, làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Bên ngoài, mọi người đều lo lắng chờ đợi, là Đàm nói, tim ta đập mạnh quá, không biết tiểu biểu muội sẽ sinh con trai hay con gái, tò mò mãi, giờ sắp biết rồi. Dù là tiểu thế tử hay tiểu quận chúa, duệ thân vương điện hạ cũng sẽ rất vui, đào cô cô cười nói, chỉ là không biết phải đợi bao lâu. Đặng công công cũng căng thẳng, đây là hoàng gia đứa con đầu tiên, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, thái hậu nương nương trên trời có linh chắc cũng vui mừng. Trong khi đó, Mạc Kình vốn luôn điềm tĩnh cũng đỏ bừng mặt. Tổng Dương không ngừng nói, ta đã cá với thiết y là sẽ sinh tiểu quận chúa, nếu thua, vợ ta sẽ không tha. Kinh chập cười nhạt, ta nghĩ là tiểu thế tử. Tại sao lại là tiểu thế tử? Tổng Dương hỏi, tiểu thế tử chính là tiểu thế tử kinh chập kiên quyết. Đừng cãi nhau nữa, cốc vũ can ngăn, đường thúc đâu. Đường thúc đang cầu nguyện, cầu tiêu gia liệt tổ liệt tông phù hộ thân vương phi mẹ tròn con vuông, mọi người đều bình an. Thời gian trôi qua từ sáng đến chiều, cuối cùng thẩm diệu cũng bắt đầu sinh. Bà đỡ yêu cầu các cung nữ chuẩn bị nước sạch, khăn mặt, kéo sạch và các dụng cụ cần thiết. La Đàm muốn vào xem nhưng bị Đào Cô Cô khuyên can. Đào Cô Cô, cùng vài cung nữ, kinh chập và cốc vũ vào trong hỗ trợ. Thẩm diệu nằm trên giường, chịu đựng cơn đau mỗi lúc một nặng hơn, đau đớn vượt qua mọi trải nghiệm trước đây của nàng. Lý bà Tử khuyến khích, thân vương phi thêm sức, có thể thấy đứa trẻ rồi. Bên ngoài, bùi lang cùng mọi người như ngồi trên đống lửa. Thỉnh thoảng, cung nữ mang bồn nước đầy máu ra ngoài, làm la đàm lo lắng, sao lại nhiều máu thế? Một cung nữ an ủi, không sao phụ nữ sinh con đều phải đổ máu không có gì đáng lo bùi lang cũng không giấu được sự lo lắng trong kiếp trước phó tu nghi không quan tâm đến đứa trẻ của phó minh và bùi lang đã cùng thầm diệu trải qua thời khắc đó không ngờ kiếp này khi tạ cảnh hành không ở bên anh lại một lần nữa cùng nàng vượt qua mỗi giây phút dài như một năm cuối cùng nghe tiếng bà đỡ reo lên đi ra rồi là tiểu thế tử ồ còn một bé nữa. Là song sinh, thân vương phi thật có phúc. Ngay sau đó, tiếng khóc vang lên, trẻ con khóc thật to và rõ ràng. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, la đàm gần như hôn mê vì quá phấn khích. Nhưng niềm vui chưa kịp lắng xuống, Lý Bà Tử đã hét lên, thân vương phi, cố gắng lên, đừng ngủ. Đừng ngủ, bùi lang cảm thấy tim mình thắt lại, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng đào cô cô đầy lo lắng thân vương phi kiên trì la đàm vốn nóng tính bất chấp mọi thứ lao vào phòng bùi lang do dự một chút rồi cũng bước vào khi nghe đào cô cô gọi bùi tiên sinh bùi tiên sinh vào đây bùi lang vội vã vào phòng thấy thẩm diệu đang nằm đắp chăn sắc mặt nhợt nhạt nàng nói với lưu bà tử và lý bà tử không sao miễn là đứa trẻ an toàn thân vương phi lưu bà tử và lý bà tử muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? La Đàm gần như khóc, tiểu biểu muội sao lại như thế này, nói những lời như vậy. Thân Vương Phi vốn yếu ớt, lại mang song thai, trước khi sinh lại quá mệt mỏi, lúc này cơ thể đã kiệt quệ, mất máu quá nhiều. Lưu bà tử nói không nổi nữa. Lần này sinh con thật khó khăn, ta cảm thấy không thể qua được. Biểu tỷ gặp cha mẹ và anh trai, thầy ta xin lỗi vì bất hiếu, không thể phụng dưỡng lúc tuổi già. La Đàm lắc đầu, nói, tiểu biểu muội đừng nói như vậy. Người sẽ khỏe mạnh, vui vẻ gặp lại dượng và cô. Nói những lời này mới là bất hiếu, đừng nói nữa. Nói đến cuối, giọng nàng run rẩy nước mắt tuôn rơi. Thẩm diệu cười yếu ớt, nhìn về phía bùi lang. Bùi lang trông thất thần, môi run rẩy chẳng còn dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày không người có thể kiên trì hắn nói ta còn chưa trả hết nợ ngươi ngươi phải sống lâu khỏe mạnh hắn như ép mình tin tưởng bùi tiên sinh đã không nợ ta gì nữa nếu muốn trả hãy bảo vệ con ta mong chúng khỏe mạnh lớn lên nàng cố gắng thở nói gặp tạ cảnh hành nói với hắn rằng ta xin lỗi không chờ được cảm ơn hắn đã che chở bao dung ta cùng ta làm vợ chồng ta rất hạnh phúc thân vương phi, đào cô cô kêu lên. Cho ta nhìn con ta, nàng nói. Hai bà đỡ lau sạch đứa trẻ, quấn trong tã lót, đưa đến thẩm diệu. Đào cô cô dưng dưng nói là hai tiểu thế tử, khỏe mạnh lắm. Thẩm diệu nhìn hai đứa trẻ, khó nhọc đưa tay chạm vào khuôn mặt chúng, nhẹ nhàng nói, hai đứa lớn lên sẽ rất đẹp, dù giống cha hay mẹ. Ta và tạ cảnh hành đã trải qua nhiều khổ cực, trời xanh thương xót chắc không nữa để chúng chịu khổ nữa. Đào cô cô đã bắt đầu lau nước mắt. La đảm quay mặt đi, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Ta thật muốn nhìn các ngươi lớn lên, ánh mắt thầm diệu dừng trên hai đứa trẻ, mang theo quyến luyến sâu sắc, như qua khuôn mặt nhỏ bé ấy, nhìn thấy người xa ở ngàn dặm. Rất nhớ ngươi, giọng nàng dần mỏng manh. Xa ở ngàn dặm, trong doanh trại, chủ tướng trẻ tuổi đột nhiên thấy ngực đau nhói cơn đau lan khắp thân thể khiến anh phải cúi người xuống anh bám chặt bàn từng ngụm thở khó khăn cao dương bước vào thấy vậy hoảng hốt vội bắt mạch cho tạ cảnh hành nhưng ngạc nhiên nói không có vấn đề gì người sao vậy tạ cảnh hành nhướng mày đột nhiên nói ngày mai tấn công tuần dương sao lại quyết định đột một vậy cao dương kinh ngạc tốc chiến tốc thắng tạ cảnh hành xoay người rời đi đại lương chiếm được tuần dương phá vỡ thế cục tam quốc kéo dài hơn trăm năm thành tựu bá nghiệp cho duệ thân vương kế hoạch lớn cuối cùng hoa lạc đại lương được làm vua thua làm giặc tần hoàng bại tẩu cuối cùng bị tiêu diệt chỉ còn lại đại lương hoàng đế không còn minh tề và tần quốc hoàng đế lịch sử chỉ nhớ người chiến thắng vong quốc nobi ai nhưng nếu tân quân đối dân nhân đức dân tâm vẫn hướng về phía đó đại lương tướng sĩ về quê, vinh quang sau chiến thắng. Nhà có người lính sống sót tự hào, dù có người đã hy sinh. Lũng nghiệp dân chúng chờ đón đại quân thắng lợi. Trong cung, la đàm ngồi trong viện, nắng thu ấm áp. Trong viện phơi sách, kinh chập và cốc vũ đang phơi nắng sách. La đàm cười, trước đây ở tiểu xuân thành, nàng luôn phơi sách. Ta không nghĩ sách cần phơi, nhưng giờ ta lại làm việc này bên cạnh nàng là bùi lang, trầm mặc không nói. Bùi lang như già đi nhiều trong một đêm, hắn chỉ biết đọc sách, không còn thầm rượu phân phó, hắn không thể nhìn sổ con. Ngày qua ngày trôi qua vô ích, làm hắn đau khổ. Trong cung không khí ảm đạm, không chút vui mừng, đào cô cô ôm hai hài tử ra, la đàm vội vàng đứng lên và nhận lấy một bé. Tiểu thiếu gia đều khỏe mạnh, đào cô cô cười nói, bà vú nói ban đêm cũng rất ngoan không khóc lóc ầm ĩ la đàm cũng có chút tươi cười nói như vậy ngoan ngoãn đúng là giống mẹ chúng nói xong lại im bặt bùi lang nhìn hai đứa trẻ ánh mắt lộ vẻ buồn bã người nào là ca ca người nào là đệ đệ ta thật sự không phân biệt được la đàm chuyển hướng câu chuyện trông giống nhau như đúc sau này làm sao phân biệt đào cô cô cười không sao sau này có thể mặc khác quần áo, tính nét lớn lên cũng khác nhau, tự nhiên sẽ phân biệt được. Nhưng đặt tên thế nào đây? Là đảm buồn giàu, người nào là ca ca, người nào là đệ đệ, tiểu biểu muội chưa kịp đặt tên cho chúng. Nàng ngồi một lát, lập tức ảo não cười, ta cứ nói mãi, thôi không nhắc nữa. Đảo cô cô muốn an ủi vài câu, thấy cốc vũ và kinh chập vội vàng tiến vào. Cốc vũ nói, thân vương đã trở lại. Cái gì? Bùi Lang và La Đàm đều ngạc nhiên. Theo lịch trình, quân đội Đại Lương còn phải hơn tháng nữa mới về kinh. Thân vương một mình dẫn theo nhân mã gấp trở về, cốc vũ thấp giọng nói, nhưng là phu nhân. Bùi lang nhẹ giọng nói, đi xem một chút đi. Tạ cảnh hành xài bước vào cung, ngắn ngủn năm tháng, đủ thay đổi nhiều sự việc, vĩnh nhạc đế và hiền đức hoàng hậu đều đã qua đời, cung điện trở nên lạnh lẽo. Đặng công công cười nói, điện hạ nên đi xem hai vị tiểu thiếu ra trước. Đào cô cô và la cô nương đang chơi với chúng. Tạ cảnh hành nhíu mày, thầm rượu đâu? Lời còn chưa dứt, thấy từ đại sảnh vòng qua bình phong, la đàm và đào cô cô ôm hai đứa nhỏ đi tới, bùi lang theo sau. Tạ hót trẻ con vừa tỉnh ngủ, rất hoạt bát vung tay nhỏ, mập mạp đáng yêu. Tạ cảnh hành bước chân khựng lại. Thầm rượu đâu? hắn chậm rãi hỏi. Bùi lang tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, ngươi đi nhìn nàng đi. Cao chạm vuốt bộ dâu bạc, lắc đầu nói, ta đã cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng nàng, nhưng thân thể nàng đã kiệt quệ. Dựa vào ý chí mạnh mẽ, nàng không chịu buông bỏ. Nhờ vào chút hơi tàn, ta dùng kim châm cứu nàng qua cơn nguy hiểm, nhưng cũng chỉ cứu được chút hơi thở mà thôi. Tổ phụ, ý ngài là gì? Cao Dương hỏi hắn rời nhà nhiều năm, lúc trước đi con đường làm quan, trái ý gia đình bị trục xuất, đã lâu không liên lạc. lời gọi tổ phụ làm cao chạm khẽ run, ý là nàng có thể mãi mãi không tỉnh lại, mặc dù còn hơi thở, mạch đập, nhưng sẽ không bao giờ mở mắt. có thể tỉnh lại, nhưng ông nhìn cao dương giống như diệp gia thiếu gia, không ai biết sẽ ra sao. nói cách khác, thẩm diệu có thể tỉnh lại, nhưng có thể như diệp hồng quang si ngốc. Nhưng khả năng cao hơn, nàng sẽ mãi mãi ngủ say, cuối cùng chết đi mà không mở mắt nhìn tạ cảnh hành lần nữa. Đó không phải là, quý vũ thư nuốt ba chữ người vô dụng, nhưng dù không nói, mọi người đều hiểu. Nói như vậy, cao chạm hỏi tạ cảnh hành, điện hạ, ngài có thể chờ đợi sao? Bao lâu cũng không sao, tạ cảnh hành nói, nàng đã thực hiện lời hứa, đợi đến khi ta trở về ta sẽ chờ nàng cả đời, mệnh nàng là của ta, không có ta cho phép, Diêm Vương cũng không thể lấy đi. Nói lời này, hắn mặt mày kiên định, như có băng hàn của vĩnh nhạc đế, nhưng vẫn là sự cuồng tứ, không đặt gì vào mắt. Mọi người im lặng, thẩm diệu nhắm mắt, không nghe thấy gì, ngủ an ổn. Là đảm nói, đi ra ngoài đi, để nàng nghỉ ngơi một chút, nhiều năm nay, nàng chưa bao giờ nghỉ ngơi tốt. Tạ cảnh hành đối xử rất tốt với hai đứa trẻ. Những người theo hắn nhiều năm, thấy hắn kiên nhẫn, suýt nữa rớt căm. Mọi người đều nghĩ phụ thân trẻ tuổi, dù vui mừng nhưng thường cầu thả và không thận trọng, sẽ kháng cự việc chăm sóc trẻ con. Nhưng tạ cảnh hành lại khác biệt, mỗi ngày đều dành thời gian với hai đứa trẻ. Tự tay chăm sóc, không ghét bỏ việc thì nước tiểu, còn hỏi han bà vú, một đại nam nhân không ngại khó khăn hai đứa trẻ chỉ có nhũ danh, do tạ cảnh hành đặt, một là đệ nhất, một là thập ngũ. Mọi người cho rằng nhũ danh quá tùy ý, nhưng tạ cảnh hành nói, ngày mùng 1 và ngày 15 là thời điểm trăng sáng nhất, con ta tên gì là việc của ta, ai quản được. Mọi người đành phải lăn đi. Dù thế nào, hắn không thể bỏ bê việc chăm sóc con, vẫn phải làm việc. Vĩnh nhạc đế đã truyền môi chiếu thư, nay thiên hạ thái bình, tạ cảnh hành chuẩn bị đăng cơ. Việc đăng cơ thuận lợi, nhưng sau đó lập ai làm hoàng hậu. Thẩm diệu vẫn nằm đó, có thể cả đời không tỉnh lại hoặc tỉnh lại trong tình trạng si ngốc. Lịch sử không có tiền lệ hoàng hậu như vậy. Ngày tháng sau này rất dài, lòng người dễ thay đổi, tạ cảnh hành dù trung tình với thẩm diệu bây giờ, nhưng ai biết tương lai thế nào. Là đàm biết tin này rất bất mãn, thẩm gia quân theo đại lương quân đội đang trở về nhưng chưa tới lũng nghiệp và không biết tình hình của thẩm diệu la đàm là thân nhân duy nhất của thẩm diệu không muốn thấy nàng chịu thiệt thòi lại càng không muốn nàng trả giá tất cả mà không nhận được gì nàng không trách tạ cảnh hành vì hắn không làm gì sai la đàm kể hết những khó khăn thẩm diệu đã trải qua mang thai thay hắn bảo vệ lũng nghiệp bảo vệ hoàng cung giữ vững tôn nghiêm của hoàng thất đại lương những lúc nguy hiểm thẩm diệu luôn gánh vác dù không cần thiết tạ cảnh hành im lặng nghe la đàm rồi hỏi vậy thì sao la đàm không biết nói gì thêm chỉ đáp chỉ cần ngươi hiểu lòng mình trong lòng nàng dối bời khó chịu mà không biết giải tỏa thế nào rời đi nàng va vào cao dương hắn hỏi sao nàng lại như vậy la đàm giận dữ chừng hắn rồi bỏ đi tạ cảnh hành đi đến bên hồ nước định uống trà cuối cùng gọi đặng công công mang rượu đến nơi này từng là nơi hiền đức hoàng hậu và vĩnh nhạc đế uống tuyết những lần cuối. Thế gian thổn thức về tình sâu nghĩa nặng của đế hậu, nhưng hắn vẫn may mắn hơn vĩnh nhạc đế vì còn sống, và còn sống là còn hy vọng. Nhưng nếu thẩm diệu cả đời không tình, sống như vậy có còn ý nghĩa gì? Tạ cảnh hành không có nhiệt tình với Giang Sơn đế vị, nếu mất đi người bên cạnh, cuộc sống trở nên vô vị, đó là nỗi đau xót nhất. Có tiếng bước chân, Nhìn lại là Bùi Lang. Dưới trời trăng sáng, Bùi Lang ngồi đối diện Tạ Cảnh Hành, tự rót chén rượu cho mình. "Ngày mai ngươi đăng cơ, chúc mừng." Bùi Lang nói. Tạ Cảnh Hành cười, nhưng không thật sự vui. "Thẩm rượu thì sao?" Bùi Lang hỏi thẳng, "Ngươi tính thế nào?" Tạ Cảnh Hành nhìn Bùi Lang một lúc, rồi nói, "Ngươi quan tâm thật sao?" "Trước đây ta và Thân Vương phi từng có sư sinh chi nghị." Bùi Lang đáp sau khi hoàn thành nguy vây cũng xem như bạn cùng chung hoạn nạn ta chỉ tò mò vậy ngươi nghĩ nên thế nào tạ cảnh hành uống một ngụm rượu thản nhiên hỏi thân vương phi từng nói nàng không tham luyến hoàng hậu vị hay quyền thế địa vị chỉ thấy trói buộc nhưng nếu đó là trách nhiệm của nàng nàng sẽ gánh vác nàng không phải người mang lòng từ bi cho thiên hạ chỉ mong người mình yêu bình an người quan trọng với nàng có thầm gia thân thích đứa nhỏ trong bụng và ngươi, Bùi Lang nói. Thân Vương Phi nói, đời nàng luôn nhấp nhô, ông trời đãi nàng khắc nghiệt, có đôi khi nghĩ lại, dường như chưa từng gặp may mắn. Hy vọng duy nhất là người nàng yêu bình an vui vẻ. Tạ Cảnh hành lặng người, Bùi Lang quay đầu nhìn hắn, cười, nàng chưa bao giờ gặp may mắn, những điều người khác dễ dàng có được, nàng phải hao hết tâm tư mới có những nguyện vọng nhỏ bé đối với nàng lại càng khó khăn. Khổ tẫn cam lai, chưa kịp hưởng hạnh phúc đã ngủ say. Ông trời đối xử quá bất công, nhưng vì nàng không mong xa vời, nên càng đáng thương và đáng kính. Thân vương điện hạ, bùi lang nâng chén rượu, mỉm cười, nay ngươi thành công, sắp đăng cơ, tương lai có thể có mỹ nhân. Nhưng ta nhắc nhở, đừng để hối hận, hối hận cả đời, không có cơ hội quay lại, là cha tấn. Tả Cảnh Hành nhìn Bùi Lang hỏi: Người đã từng hối hận, từng và cuối cùng hối hận cả đời. Dù vãn hồi được một ít, nhưng những gì mất đi không thể trở lại. Bùi Lang thở dài. Hai người im lặng. Lúc này Đào Cô Cô vội vã tới, nói: Điện hạ, hai vị tiểu thiếu gia khóc không ngừng, bà vú không dỗ được, ngài đi xem. đệ nhất và thập ngũ mỗi ngày đều được Tả Cảnh Hành dỗ dành, tính tình rất kiêu căng người khác không dỗ được nhưng tạ cảnh hành chỉ cần dỗ là yên tính tình hai đứa nhỏ này thật giống như đến đòi nở trước thì ngoan ngoãn nhưng tạ cảnh hành trở về một cái là trở nên cọ cọ may mà tạ cảnh hành kiên nhẫn nếu là người cha khác đã sớm bỏ mặc tạ cảnh hành đứng dậy ta đi xem quay lại nhìn bùi lang người rất ý tứ đa tạ nhắc nhở hắn uống hết rượu nói ta chưa bao giờ hối hận cũng không để người khác hối hận. Ngươi, lo lắng nhiều rồi. Tạ cảnh hành cùng đào cô cô rời đi, nhìn bóng dáng hai người khuất dần, bùi lang lắc đầu, tự diễu cười nhẹ, thấp giọng thầm thì lo lắng quá nhiều sao. Thật sự là, không để lại chút cơ hội nào, thật đáng giận. Ngày tạ cảnh hành đăng cơ, trời sáng trong, gió mát nhẹ nhàng. Cửu trọng cung khuyết nguy nga, kim loan điện rực rỡ với những nộ long cuồn cuộn bách quan trầu trước, triều thần tả hữu trẻ tuổi đế vương khoác lên mình kim bào thêu kim long văn, hoàng bào tỏa sáng lấp lánh, uy nghiêm khiến người ta không thể rời mắt. Dù tuấn Mỹ tuyệt luân, mũ miệng đoan chính, ánh mắt hắn như cơn gió lạnh tháng 10, lạnh lùng và đầy sơ xác Không ai dám nhìn thẳng vị trẻ tuổi đế vương này, mặc dù là người trẻ nhất lên ngôi trong lịch sử đại lương, hắn đã từng trải qua chiến trường, quét sạch tần quốc và minh tề, trên chiều đường thì thiện dùng quỷ mưu, làm người khác không chịu nổi. Truyền ngôi chiếu thư đã lập, truyền quốc ngọc tỷ trong tay, từ nay về sau, thiên hạ nghênh đón một vị tân chủ nhân. Lễ nghi ra đi, hắn ngoài dự đoán mọi người tiêu sái bước tới một bên. Chư vị triều thần không dám ngẩng đầu, cho đến khi nghe tiếng đế vương vang lên, lập hậu. Mọi người biết duệ thân vương phi vẫn đang hôn mê, làm sao có thể lập hoàng hậu. Chư vị khó hiểu, dương mắt nhìn thấy trẻ tuổi đế vương ôm nữ tử đặt nàng trân trọng trên hậu vị động tác thận trọng như đối đãi với báu vật quý giá triều thần kinh ngạc một người tiến lên nói bệ hạ không thể nga hiếu cảnh đế quay đầu nhìn hắn cười nói vì sao không thể thân phu nhân vẫn chưa tỉnh lại sao có thể là một quốc gia chi mẫu chưa bao giờ nghe quốc hoàng hậu là người chưa tỉnh lại không thể vì hiếu cảnh đế như cố ý thách thức, nói, chậm càng muốn vì, thì như thế nào? Triều thần đó là lão thần tử, vĩnh nhạc đế còn kính trọng hắn, tựa hồ có chút tự tin, nói, hay là bệ hạ muốn vĩnh viễn không huyền hậu vì. Quần thần ồ lên, một người dài ngủ bất tỉnh vĩnh viễn chiếm hậu vị, điều này không chỉ làm lệch đi ý nghĩa của một hoàng hậu, mà còn ảnh hưởng tới hậu cung và tương lai của các con cái khác. Hiếu Cảnh đế nhẹ nhàng cười, nụ cười làm quần thần ngẩn người, tim đập loạn nhịp. Chỉ nghe đế vương nói, hậu vị không huyền, chấm hậu cung chỉ có một nữ nhân, tại sao phải huyền? Phủ tòa giai kinh, hoàng thượng, lão thần còn muốn nói chuyện. Từ Ái Khanh, chấm nhớ ngươi có hai tiểu cháu gái, này đúng là tuổi đẹp. Hiếu Cảnh đế nói, người nọ nó ngẩn ra, lo sợ xen lẫn mừng thầm, nhưng ngay sau đó niềm vui biến mất, chỉ nghe đế vương nói, trẫm gả nàng cho tống tiểu tướng như thế nào? Tống tiểu tướng trẻ tuổi tài cao, nhưng đã mù một con mắt trên chiến trường, đời này không có tiền đồ. Từ ái khanh nhất thời mặt tái mét, trẫm không đến để nghe ý kiến các ngươi, cũng không phải để nghe của trách, trẫm chỉ báo cho các ngươi kết quả này. Hắn ngồi trên đế vị, trên cao nhìn xuống chúng thần, trẫm là thiên tử, là chủ nhân. Chư vị nếu có ý kiến gì, cứ việc đề xuất, nhưng nếu là chuyện tư của chấm, chấm sẽ đáp lại gấp bôi. Đến lúc đó, cũng đừng nói chấm loạn điểm uyên ương phù. Hắn cười bất hào, khôi phục lại phong thái tuấn Mỹ thiếu niên cưỡi ngựa trên phố Minh Tề. Lúc này hắn đã giấu kín toàn bộ sự sắc bén, nhưng không ai dám thử. Không tin, cứ việc thử, hắn tự tiếu phi tiếu nói. Hắn thật sự không giống một hoàng đế không đủ nghiêm túc nhưng lại càng nguy hiểm hơn so với vĩnh nhạc đế còn đáng sợ hơn nhiều hắn càng biểu hiện bất cần càng làm người ta lo lắng mọi người đều biết duệ thân vương là kẻ thâm độc bị hắn nhìn chằm chằm chết lúc nào không hay hắn hoàn toàn không quan tâm lệ pháp bất cứ điều gì đều không sợ mọi người tin rằng nếu đề vị này gả đại thần tiểu thư cho một tướng sĩ bị mù hay cưới con cái đối thủ cho một gia đình kẻ thù Hắn đều có thể làm ra. Không ai dám đem gia tộc ra đánh bạc. Cuối cùng, quần thần đều im lặng, họ hiểu rằng hiện tại chỉ cần làm theo ý hiếu cảnh đế, hy vọng một ngày hắn thay đổi ý định hoặc mê luyến mỹ nhân mới. Nam nhân dễ thay đổi, yêu thì yêu hết mình, không thích thì bỏ qua. Làm gì cố gắng chống đối mà không được kết quả tốt. Với suy nghĩ này, quần thần trở nên yên bình, họ không nói gì thêm thậm chí khen ngợi hiếu cảnh đế và phu nhân tình thâm, tạo nên câu chuyện đẹp. Tạ cảnh hành mắt lạnh nhìn quân thần, như nhìn thấy những mặt nạ trong đời. Vừa buồn cười, lại vừa đáng thương. Hắn nửa quỳ trước mặt thầm diệu. Một nam nhân quỳ gối dưới chân nữ tử đã là chuyện hiếm, huống chi đây lại là hoàng đế đại lương, thiên hạ chủ nhân. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta kinh ngạc, một đế vương, dáng vẻ tiều tụy, nửa quỳ trước một nữ nhân thẩm diệu ngồi trên cao được đào cô cô và kinh chập đỡ vẽ hoa lệ cung trang mắt vẽ kim phấn tinh tế toát lên vẻ kiêu ngạo mặc hoàng hậu chiều phục ánh vàng rực rỡ nàng nhắm mắt lông mi dài thủy xuống trông như đang ngủ say nàng thật sự rất mỹ lệ lại cứng cỏi cao chạm nói thẩm diệu có chưa xong tâm nguyện nên dù mệt mỏi vẫn cố gắng giữ lại ý chí sinh tồn giúp cao chạm bảo vệ mạng sống của nàng. Vậy tâm nguyện cuối cùng của nàng là gì? Là muốn gặp lại tạ cảnh hành, nhìn đệ nhất và thập ngũ lớn lên, hay cùng thầm tín vào mọi người cáo biệt? Tạ cảnh hành cúi người bên tai nàng, trêu tức, mang ngươi làm hoàng hậu, không trợn mắt nhìn một cái. Thẩm diệu nghe không được lời hắn nói, nàng ngủ say trong thế giới của mình, dường như sẽ ngủ mãi mãi. Tạ cảnh hành nhìn nàng, nói, biết ngươi mệt mỏi, ngủ đủ rồi hãy dậy. Đệ nhất và thập ngũ đang tìm mẫu thân, hắn vươn tay, nắm lấy tay lạnh lẽo của nàng, nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Quần thần im lặng nhìn cảnh này, bọn họ vốn đã trải qua nhiều năm lăn lộn trong triều đình, thật giả khó lường, đôi khi không rõ lòng mình, càng khó tin vào người khác. Từ trước tới nay, duệ thân vương không coi là người tốt, nhiều triều thần từng bị hắn làm hại, tất nhiên hận hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng giờ phút này, bọn họ luyến tiếc quấy giày cảnh tượng trước mắt. Hình ảnh đế vương và nữ tử như phản chiếu chính họ thuở còn trẻ. Ai cũng từng yêu, nhưng tình yêu khó kéo dài, nhiều người bỏ cuộc. Có thể đi đến cuối cùng thật hiếm có. Hiếu cảnh đế có thể không? Tạ cảnh hành đặt nặng chữ hoàng hậu quan lên đầu thầm diệu. Động tác ôn nhu, trang nghiêm, như đặt cả tấm lòng vào đó hắn cúi đầu hôn lên mắt nàng thời gian như mờ mịt lùi lại như trở về ngày xưa khi hắn còn là thiếu niên cưỡi ngựa nghịch ngợm nàng còn vì minh tề hoàng thất mà lo lắng bảo vệ thẩm ra hắn hỏi thẩm diệu người muốn làm hoàng hậu không ai ngờ cuối cùng hắn thành hoàng đế nàng cũng thành hoàng hậu kim loan điện phía sau la đàm che miệng vừa muốn khóc vừa muốn cười nhỏ giọng nói hắn thật sự lập tiểu biểu muội làm hậu. Tiểu biểu muội không nhìn lầm người. Phía sau, bùi lang mỉm cười, nụ cười chứa đựng niềm vui, có chút buồn bã, nhưng phần lớn là vui mừng. Hắn nói, thật tốt. Ngày xuân, hoa hạnh trên cành nở rộ, gió nhẹ phất qua, hoa rơi là tả, thơm ngát. Chim chóc hót vang trên nhánh cây, cảnh sắc vô cùng náo nhiệt. Nửa năm trôi qua trong chớp mắt, nhanh đến mức khó nắm bắt. Đối với dân chúng Lũng Nghiệp, nửa năm qua trôi qua rất sung sướng. Có lẽ vì bình định Tân Quốc, Minh Tề, hoặc vì Tân Hoàng có những ý tưởng khác biệt. Tóm lại, hiếu cảnh đế là một hoàng đế rất xứng chức. Hắn đối đãi dân chúng rất tốt, nhiều cải cách làm mọi người trong thiên hạ vui mừng. Người ta đồn rằng, vì khi còn trẻ hiếu cảnh đế hay đi lại trong dân gian, thấu hiểu khó khăn của dân chúng nên luôn suy nghĩ cho họ. Dù sao hiếu cảnh đế rất được dân chúng ủng hộ. Nhưng trong triều thần thì chưa hẳn. Trước kia, vĩnh nhạc đế làm gì cũng phải bận tâm đại mặt mũi. Nhưng hiếu cảnh đế vô pháp vô thiên, đối dân chúng dày rộng, đối thần tử lại khắc nghiệt, không nói tình cảm. Các lão thần tử trước đây không ai được yêu ái. Đáng sợ hơn, hắn cân bằng quyền lực rất tốt, khưu giác nhạy bén, dù chỉ một chút ý niệm trong đầu cũng bị phát hiện làm các triều thần cả ngày lo sợ, dọn dẹp phủ để tìm nội gian. Triều thần không hài lòng nhất là việc nửa năm qua, hiếu cảnh đế không thu thêm mỹ nhân nào. Hậu cung chỉ có một thầm hoàng hậu đang ngủ bất tình. Điều này làm người ta khó hiểu. Ban đầu nghĩ rằng hắn cảm thấy thẹn với thầm hoàng hậu, nên hứa hẹn. Nhưng dù không giao động hoàng hậu vị trí, thu thêm mỹ nhân khác tổng không vấn đề. Thời gian trôi qua, hậu cung vẫn sạch sẽ, Mọi người nhận ra hắn không phải diễn trò. Có người hoài nghi hắn nói quá vẹn toàn, giờ khó lùi bước, rất là thiện giải nhân ý. Người tặng nữ nhi vào cung bị hiếu cảnh đế ban hôn cho đối thủ một mất một còn. Triều thần tức giận. Hiếu cảnh đế thủ đoạn độc ác, ban hôn cho đối thủ, không chỉ đá đi nữ nhân không muốn, mà còn cảnh cáo thần tử. Thủ đoạn thật độc ác. Dần dần, triều thần không dám tự tiện đưa mỹ nhân vào cung nhưng những lời đồn đại không thể tránh khỏi một vị hoàng đế trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết ngoài một người vợ mê man bất tỉnh lại không có bất kỳ mỹ nhân nào khác làm nhiều người hoài nghi liệu hắn có phải đoạn tay áo nhưng lời đồn này vừa lan ra dường như không ảnh hưởng gì hoàng đế đoạn tay áo thì sao hắn còn có hai đứa con trai không lo giang sơn nghiệp lớn không người kế thừa huống hồ hắn tinh danh như vậy chắc chắn còn sống rất lâu nữa tóm lại vạn dân quy thuận triều thần phục tùng ánh nắng sớm mai rực rỡ đào cô cô bế hai đứa trẻ đưa cho tạ cảnh hành lo lắng nói hoàng thượng ngài thật sự muốn dẫn hai vị tiểu hoàng tử ra ngoài đạp thanh tạ cảnh hành mỗi tay bế một đứa nhảy lên xe ngựa đáp ân trong xe ngựa thầm diệu đang ngủ tạ cảnh hành nhìn nàng với vẻ đau đầu nói ngủ nửa năm ngươi là chưa a Đệ nhất và thập ngũ tò mò quay đầu nhìn tạ cảnh hành, hắn liền ra lệnh, xuất phát. Thiết y ngận lệnh, quất roi thúc ngựa, chủ tử làm hoàng đế, hắn là mặc vũ quân thủ lĩnh mà giờ thành mã phu. Tạ cảnh hành rất thích mang theo bọn nhỏ ra ngoài đạp thanh, dù luôn bị đặng công công và đường thúc cực lực ngăn cản, nhưng võ công của hắn quá cao, họ không ngăn được. Hắn luôn nói, muốn cho bọn nhỏ từ bé nhìn thấy sơn thủy. Sau này mới không dễ bị phù hoa thế giới mê hoặc, cũng mới biết được tự mình muốn gì. Thực ra, đó chỉ là cái cớ, hắn chỉ muốn mang thầm rượu đi ngoạn thôi. Xe ngựa dừng lại ở chân núi Che Nắng Sơn, nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Tạ Cảnh hành bế đứa nhỏ lên, mặc Kình Chi Kỳ mang theo hồ chứa nhỏ đầy sữa. Gần đây Đệ Nhất và Thập Ngũ đang học ăn sữa, hai đứa trẻ kén chọn không được, uống sữa có thể lên trời thiết y bế đệ nhất, mà kình bế thập ngũ, tạ cảnh hành cho bọn trẻ uống sữa. Hai đứa nhăn nhó không vui, là mọi người phải đoán lòng. Tạ cảnh hành giận dữ, nói, đứa nhỏ để ta. Hắn lấy một mảnh vải đỏ của kinh chập buộc quanh lưng, đeo đệ nhất lên lưng, ôm thập ngũ vào lòng, mạnh mẽ, cho thập ngũ uống sữa. Thập ngũ khóc ầm ĩ, tạ cảnh hành cấm mọi người nhúng tay, cùng hai đứa nhỏ rằng co đường đường vua của một nước, trên lưng cõng một đứa, trong lòng ôm một đứa, trên người buộc vải đỏ, khổ sở đối diện với một đứa khác. Mặc vũ quân ai cũng không nhìn nổi. Thập ngũ khóc lớn, đệ nhất trên lưng cũng khóc theo. Không chỉ vậy, tạ cảnh hành cảm thấy một trận nóng ẩm. Tuyệt vời, ướt đẫm nước tiểu. Hắn giận tím mặt, định giáo huấn hai đứa nhỏ, đột nhiên nghe kinh chập kinh hô, có người cười. Mọi người sửng sốt, kinh chập kích động đến run rẩy chỉ vào xe ngựa, ta vừa nghe thấy. Trong xe ngựa là thầm diệu đang ngủ. Không gian lập tức yên tĩnh. Gió núi nhẹ nhàng phất qua mặt mỗi người, ấm áp, mang theo hơi thở của ánh nắng. Trong yên tĩnh, lần này mọi người nghe rõ, thật sự có tiếng cười, nhẹ nhàng, quen thuộc, mang chút thân thiết. Rất lâu sau, tạ cảnh hành xài bước đến. Tay hắn run rẩy nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm, xốc rèm xe ngựa. Nữ tử mặt mày ôn hòa, như hải đường vừa tỉnh ngủ, giọng nói còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự phân khích. Nàng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp, tạ tiểu hậu ra. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.